Làm giống ngủ tiếp nhé. Ngủ tiếp đi, chị mua đồ ăn sáng cho. Đi lên đánh răng nha, để chị đi nha. Dậy rồi. Mi ơi, nằm đây. Ui trời, vui ba. Mi ở nhà nhá, Mi ngủ tiếp đi. Không ngủ nữa thì ở nhà nhá, chị đi mua đồ ăn sáng cho Mi. Mi nằm gần đây này. Nằm xuống ngủ tiếp nhá. Ngủ tiếp đi, chị mua đồ ăn sáng cho. Nằm đây nhá. Chị mua ăn sáng nhá. À, ngủ tiếp đi. Buồn ngủ đi, ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp đi, chị mua đồ ăn sáng cho. Nằm ngoan nha. Vào ngủ tiếp đi. Đi mua bánh sáng đi ta. Ngủ tiếp bánh sớm. Ngủ nhé. Đây là đây. Đi ngủ đi. Nằm đây ngủ tiếp nha, để chị đi mua bánh sáng nhé. Nằm đây ngủ tiếp. Ngủ đi. Vào đây ngồi đi chơi nhé, để chị đi mua chi chút xíu. Mua đồ sáng về để ăn nha, ngồi đi chơi đi. Lên đánh răng nhé. Đi lại đây. Đi xíu thì về thôi. Đấy, vào đây nhé. Vào đây ngồi ngoan nhé. Đi lên tầng đánh răng nhé. Ừ, lên đánh răng đi. Lên đánh răng cho sạch con người. Ở nhà chờ chị nhé, chị mua xíu thì về thôi. Đi lên tầng nhé. Đi lên đánh răng nhé, để chị đi nhé. Thank you.
Rửa tay để ăn bánh nha.
Go. Đây bình ba chay của Bibi. Rồi đây, chị cắt rồi. Từ từ nha. Rồi. Ăn chưa nhỏ. Ăn đậu xanh. Từ từ thôi. Có con không? Khăn nhá, chị lấy khăn nhá. Ăn đi chị, ăn mình đi nha. Đi ăn mình đi. Nhà mình bóc thịt, không ăn ở đâu. Bánh đi. Thế nhà mình vẫn ngon đâu. Ngon à? Ăn hết rồi lấy sữa nhé. Lấy sữa nhé. Ăn hết rồi chị cắt cho. Cắt lấy sữa này. Ngồi đấy chờ rồi lấy sữa nhé. Đây sữa đây. Từ từ đã. Từ từ, chị lau bàn cho. Lau chỗ này cho uống sữa này. Mình rơi vụn mãi này. Từ từ thôi.
đi uống sữa nha chị ăn. Đi uống nhanh hả? Này đi uống nước lại uống. Uống nước đi. Hết rồi. Đi chụp chất cho. Chất rồi. Này, vào miệng vào bánh nhé. Ra bên này. Rồi. Chơi nha, chị ăn đâu. Lại đâu kia chơi kìa. Để chị ăn đâu. Ok.